Bây giờ thì chúng tôi đang ở Vịnh Lan Hạ và chuẩn bị tham gia một trải nghiệm vô cùng thú vị và độc đáo ở Cát Bà. Đấy là trải nghiệm solo deep water. Có nghĩa là dịp hôm nay là chúng tôi sẽ leo lên những cái dãy vách núi đá dựng đứng ở Vịnh Lan Hạ bằng tay không mà không có thiết bị bảo hiểm. Và sau đấy là sẽ nhảy từ trên núi đá xuống cái mực nước sâu ở đây. Và trên thuyền cùng với tôi là những cái người bạn nước ngoài đang có người thì đã tham gia chơi môn leo núi mạo hiểm 12 năm rồi, và tôi là đây là lần đầu tiên của tôi tham gia trải nghiệm này. Và chúng tôi thì Waterfall Việt Nam sẽ giới thiệu với các bạn xem trải nghiệm solo deep water